Chưa ớn không? Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại kênh YouTube Mập Food nha. Thì hôm nay Mập đang ở đường Cách Mạng tháng 8 cả nhà. Cụ thể ở đây là bún riêu cua của cô Ngọc Hường. Địa chỉ ở đây luôn, giới thiệu địa chỉ luôn. 288 đường Cách Mạng tháng 8, phường 10, quận 3. Ở đây thì cô bún riêu cua thì tất nhiên là cô sẽ bán bún riêu cua rồi. Thì cô sẽ bán từ 11 giờ tới 23 giờ hàng ngày luôn cả nhà. Ở đây là cái menu của cô luôn nè, rất là đầy đủ thông tin luôn. Đó trời, thì cái nhà tham khảo nha. Ở đây cô bán bún riêu thì nói chung là rất là ngon đó nha. Khẩu vị của Mập thì nó rất là hợp luôn. Thì ở đây Mập đi cuối ngày rồi thì cái nhà cũng thông cảm là nó còn rất là ít topping thì Mập không có quay được quầy. Thì Mập có kêu ra đây cho mấy bạn là 12 tô bún riêu. Thì ở đây thì cái nhà thấy là có cái tô này tô khác đúng không? Thì cái tô này sẽ là 75.000 một tô. Đây bún riêu cua đặc biệt đầy đủ 75.000 một tô đó, cái gì thấy không đó, đây 75.000. ở trong đây thì sẽ có riêu nè, thịt bò nè đó, lần đầu tiên thấy bún riêu có thịt bò nha, giò nè, chả nè, cục riêu rất là to nha, ốc nè đó. Rồi thì ở đây mà đặc biệt ở đây là cô dùng cái sợi bún to nha cả nhà đó. Còn cái tô trong kia thì nó sẽ là 35.000 một tô, gồm có cua, huyết, đậu hũ với cà chua. Đó, thì tại sao lại kêu hai tô đó? Tại vì cuối ngày rồi đó nha. Đó, cô còn gì mình chơi cái đó thôi. Đó, thì cái đó là phần giới thiệu của quán. Còn đây, Mập cũng có chuẩn bị ở đây một cây cân. Đây, không không. Thì hôm nay khách quen một cái nữa. Tại vì không có cân thì thôi. Mà có cân thì mình phải, tất nhiên là mình phải cân cho mấy bạn. Là bây giờ là bốn tô này thì để coi lấy cái tô này làm chuẩn với đó. Tô này đi, thấy tô này nước nhiều nè, để xem qua sức lợi nữa. Cân thứ ơi, quên, trước khi cân, cân cái tô một cái. Rồi cô dẹp, cô cho con mượn hai cái tô đi cô. Cái tô, cái tô trắng với cái tô tam giác á. Đó, để trừ bì ra, coi thử coi mình pháo tô sẽ làm bao nhiêu. Đây, cái tô này 240g. Rồi em cân cái tô đó đi bạn. 1 ký 1 65. Chưa nha, 1 ký 1 65, lấy ra 1 ký 1 65 làm chuẩn luôn. Rồi, rồi bỏ xuống đi quen. Rồi em cân cái tô kế tiếp đi. Rồi đổ nước vô. Không đủ thì mình phải đổ nước vô cho 1 ký 1 65. Rồi 60-65 nó cũng không có chênh lệch nhiều. Rồi tiếp tục tôi khác về 1 ký 1 65 nha, nhớ nha cả nhà. 1 ký 0 70. Còn có nhiều nước lèo đây luôn đó nha. Rồi 70 cũng bù qua lắp lại luôn đi. Rồi tiếp 1 ký 1 50, 50 thêm chút xíu nữa. Rồi 65 luôn.
Rồi à, Yến đưa giùm anh đi. Đây để anh lấy luôn nha. Đây 1 kg 10. Ở đây còn tinh tí không nè cả nhà. Rồi 60 nó trên lệch có 0.005 mà. Đây 1 kg 165. Rồi sụm nụ hết nước lèo luôn. Rồi đây rồi 1 kg 130. À, múc cái trong đó ra đi. Tô nhỏ. Hết nước lèo rồi. Anh em cái tô. Ừ đúng. Hả? Em cái tô. Ừ. Đó, quá khách quan luôn cả nhà. Cho anh miếng còn dưới nước rồi. Thôi cho anh đó đi, anh trăng cho đầy nó đủ cái này đi. Là xong mấy cái tô đặc biệt. 1 kg 165. Ố, 70. Được rồi. Nè, 75 luôn. Rồi. Rồi bây giờ lấy cái tô nào ít nước nhất làm chuẩn. Tô đó đi. Đó, để coi mà trước khi ấy để cái tô lên bao nhiêu vậy. Hồi nãy 250g hả ta? 245g. Chưa, để anh lưu lại một cái. 245g. Còn kia 240g hả? Ờ. À. Rồi. Lấy cái tô nhỏ này làm chuẩn nha cả nhà. 780g. Nãy. Ờ. À. Rồi. Múc ra bạn. 780g. Cái này hơi dùm gà nhưng mà cả nhà cũng thông cảm nha. Nếu mà ai không thích thì tô qua đoạn này dùm mập. Đó. Cho nó công bằng cả nhà với mấy bạn. Rồi rồi được rồi. Đó. Rồi, tới hai tô cũng vàng vàng. Ra luôn. Nói chung thì có vài muỗng nước thì mấy bạn ăn nó cũng không có sao, nhưng mà làm clip mà có khách quen. À. Rồi. Tô cuối cùng. Trời, tô này quá trời luôn rồi, 900 ấy luôn rồi. Rồi em múc đi anh cộng nữa coi. Em anh cộng nữa coi là tất cả là sẽ là bao nhiêu. Mỗi đứa sàn bao nhiêu. Bảy trăm tám mươi. Bảy trăm tám mươi không ta? Hả? 780 hả? Đây. Ở cái tô này hồi nãy nhiêu? 250g. 250g. Ở 240 chứ? 245. Nào 240. 245. Cái đó. Ờ, là 780g trừ cho 245 rồi sẽ ra 535 cộng cho ở nhân cho 2. Là hai tô đó sẽ là 1 kg 7 đồ ăn nha cả nhà. Còn cái này thì để coi coi. Hồi nãy là 1 kg 165. 1165 trừ cho cái tô 240 trừ cho 240 sẽ là 925g. Cái tô này là tính đồ ăn thôi nha cả nhà. Đó, 925 nhân cho 4 3 kg 7. 3 kg 7 cộng cho 1 kg 0.70 cộng cho 1 kg 0.70 bằng 4 kg 7 70. Ồ. Tổng cộng hết mỗi bạn ăn 4 kg 7 70 đồ ăn nha cả nhà. Là trừ ra tô hết rồi đó.
ghê không? Cái này là quá khách quan luôn á. Là nhân 2 sẽ là bao nhiêu? 9,5 kg đồ ăn. Má ơi. Rồi, quá rất là cảm ơn cô đã hỗ trợ mình. Rồi, em gửi nha. Ủa có còn 2 muỗng không? Rồi. Sao giải độc cái gì? Vậy một tô luôn hả? Dạ, ghê vậy? Dạ. Ủa chứ không chấp thời gian hả? Dạ, một tô. Chấp một tô luôn? Dạ. Ủa chứ em như vậy thì nó ấy không? Dạ không. Một tô thường. À, thì cho con gửi cái này cái. Một tô thường đúng không? Dạ. Rồi, ok. Thì nói chung là đường Cách Mạng tháng 8 mà cả nhà thì nó cũng hơi ồn xíu, thì cả nhà cũng thông cảm cho mập nha, tại đường này nó đông xe lắm. Thì Hoàng cái này là Hoàng nó tự giác nha cả nhà, nếu mà không tự giác thì mập cũng đề xuất nó, nhưng mà mập nghĩ là tự giác nó sẽ hay hơn. Thì Hoàng nó chấp ý một tô, thì cả nhà cũng đừng có nghĩ là mập sẽ ép Hoàng hay là gì hết. Nếu mà không ép á, hay là ép á, thì em nó lớn rồi cả nhà. Nếu mà ép em nó mà em nó thấy nó bất công quá, em nó cũng đâu có chịu đâu, đúng không? Thì Hoàng sẽ chấp ý ăn trước một tô, đúng không? Một tô thường. Tô thường. Đính chính lại không? Ép dễ gì được. Đó. Thì bây giờ thì đứa nào về nhất thì cũng sẽ được 1,5 triệu, về sau thì được 500 ngàn. Rồi, ok không? Rồi. Thì bây giờ Yến ăn hết một tô rồi xong anh la lên cái em ăn nha. Ờ, anh em. Đó. Không có bấm giờ. Không, để anh bấm giờ thử coi em ăn mấy đứa ăn bao nhiêu lâu. Đây. Rồi, ăn đi. 3 2 1 bắt đầu. Ủa vậy sao ấy tô? Dạ. Đã ta chấp dưới tô phải ăn hết tô chứ để nấp nước sao lỗ á. Bà này không biết tính gì chứ. Hiểu không? Hả? Rồi, ăn Hoàng. Dạ, mà cái nhà mà kiếm kìa. Yến ăn tô đó coi như Hoàng chấp phúc, Yến có phúc chứ gì. Không? Ăn một tô và một phút chơi gớm thật. Hoàng á, chấp ý một tô á, nó sẽ có một cái hay giống vậy nè cả nhà. Thay vì mình sẽ kêu ra 5 tô, 6 tô. Nhưng mà ý Hoàng chấp ý một tô, Yến sẽ ăn trước một tô là giống như cái sức á, sẽ bị trì xuống một xíu cả nhà. Thì nó sẽ hay cái chỗ đó, chứ không phải là cả nhà sẽ thắc mắc là tại sao chấp trước một tô không kêu ra 5 tô, 6 tô. Nhưng mà khi mà Yến ăn hết một tô rồi sẽ là một câu chuyện khác. Đó. Hay á. Sao rồi? Quá đã.
Mà bữa giờ ông quen chấp người ta vậy chứ, chấp cho có lệ gì chứ có ai thắng nó được nữa không? Đã chấp rồi mà còn chưa thắng nổi nữa. Để anh cũng gán kiếm một ngày nào đó coi em chấp ai thắng lại cái thử coi. Nếu vậy thì mình sẽ rút ngắn thời gian là mình ăn đồng đúng không? Đây mà để thời gian tham khảo thôi cả nhà. Cái này là luôn thời gian của Yến đó. Yến nãy ăn một phút hơn một xíu. Nói thật sự là hồi lúc trước giờ con cảm ơn cô, hồi lúc trước giờ mình quay á, mình chỉ quay mình nhắm chừng cái số lượng đồ ăn thôi cả nhà, mấy tô thôi chứ mình chưa cân. Thật sự là mấy hôm nay cân nè, mình rất là bàng hoàng, mình rất là khủng khiếp. Mấy đứa ăn số lượng rất là khủng cả nhà, trong khi nó là cái lượng này là cái lượng ở trong tầm tay của mấy đứa nha. Cứ hoàng là một nghĩ là hai tô nữa là được đó. Có gì nhiêu kìa. Trời ơi. Tức đó. Lâu lắm rồi Yến mới ăn lại với Hoàng. Được mấy tháng rồi. Quá dữ. Ngon hả? Em biết em đang ăn mấy con cua không? Một đống con cua luôn. Thank you.
ông ơi. Có một cái coca. Nóng không em? Dạ. Nóng mà. Không có, nguội. Nó nguội vào phần nào nó cũng không. Anh thấy nó còn lên khói. Rất là ghê, chót nước lên rất là nó nguội đó. Tự nhiên em nhìn anh. Rồi 11 phút 30 giây. Coi như có 10 phút rồi cả nhà. Ăn hết 4 ký mấy đồ ăn. Xong rồi đến. Vậy không đó em. Bây giờ phải dùng cái từ nào, cụm từ nào cho ông quen vậy ta. Bất khả chiến bại hả? Rồi bây giờ là tới giờ, hiện tại tới bây giờ là trong nhóm là chưa ai mà nói chấp mà đã thắng luôn á. Thực sự em quá hay rồi. Gáy dữ vô em. Để chừng nào em lên clip em hả gáy cho ta chửi em chơi. Và nó nói tương lai sẽ có em cả nhà. Sao anh kia xem vậy? Anh nói cho cái này nghe. Chứ em gáy đằng đó xa quá. Gáy mà sợ tao nghe. Em toàn gà kìa, tay to mặt lớn không. Trời, ăn hẹn giờ, trước giờ luôn hả? Quen hồi đó là Hoàng là cái lần mà ăn nhiều nhất của em là em nghĩ là phải bao nhiêu ký Hoàng? Thử rồi 5 ký em đó ngon à. Lần ăn nhiều nhất là em đi một cái kênh khác. Kênh khác. Trời ơi. Ăn được 5 ký, gần 5 ký 7. Ý là lần đó chỉ có cân thôi, còn mấy cái lần khác thì mình cũng chả biết được.
Tại vì lúc mà em ăn 7 con vịt thì anh nghĩ nó bỏ xương ra thì chắc cũng tầm đó. Dạ. Nhưng mà lúc đó làm sao? Có hay cảm thấy no hay chưa? Hay còn ăn được không? Vừa đủ hả? Vậy là gán là còn nữa. Dạ. Cái gán của mấy đứa chắc anh nghĩ còn nửa ký 1 ký á. Cái gán đó nha. Tại vì cái gán của anh chắc cũng khoảng 300-400 gram rồi. Mình kia mình gán nhưng mà mình chưa no mình vẫn ăn được. Đúng rồi. Cái ngán nha, nó sẽ khác, còn cái ăn no rồi mình gán thêm xíu nữa nó sẽ khác nữa. Là nó còn gán nữa không thể nào mà đưa vô được. Là cái clip đầu của em là vậy á. Đó. Trong ý là quà cũng quá xuất sắc rồi cả nhà. Yến đường cái là đường trường cơ. Phải là Yến mà chạy cự ly ngắn, Yến mà chạy marathon. Nếu nào mà chạy marathon mà chạy lợi Yến anh sợ luôn. Để bữa nào ví dụ như vậy nè cả nhà. Thì mập mới mối mập sẽ xin phép, cái này là phải xin phép hai đứa trước. Và sẽ kêu ra hoài khả năng của hai đứa, giống như là 9 tô hoặc 10 tô phải xin phép trước nha. Tại vì hoài khả năng của mấy đứa mà. Thì để coi mấy đứa ăn tẹt ra luôn, là coi mấy đứa ai chứa nhiều hơn đứa nào. Và chắc chắn thì cái clip đó sẽ phần thưởng sẽ cao hơn rồi. Tại vì nó nhiều mà cái nhà nó phải tương ứng với lại cái sức quan của mấy đứa chứ. Tâm nhé. Rồi đây là số phút của Yến luôn. Đó là 14 phút 30 giây đó. Quá xuất sắc. Sao em cảm thấy no? Dạ, dạ no. Chưa no. Má ơi nãy 4 ký mấy? 4 ký 7, 4 ký 8 mà chưa no. Em nhắm em có thể ăn được bao nhiêu tô? Thí dụ tô đặc biệt hả? Này tô không? Một tô đặc biệt lại là trên 9, còn 1 ký không? 900 mấy gram mà. Chắc tận tổng tô của tô mấy chứ không. Vậy là cũng khoảng 5 ký mấy rồi đó. Mà món nước nha. Đó, Yến thôi Yến. Có mít rồi, có mít rồi anh. Dạ, em cái em nghĩ là không bị kiểu như không chưa tới đây nhưng mà no thôi. Nhưng mà rồi, cái đó phần đó là ví dụ bây giờ em ăn được nhiêu nữa? Tô nhỏ không? Thôi nó không biết là còn ở trong điều bí ẩn á, để mai mốt là đưa ra siêu phẩm đó cả nhà, là hồi nãy mập nói á, mốt Yến rồi quật ngã hoàng kẹp cổ hoàng rồi. Mấy đứa thấy muốn ghiêu đây thì sao? Ngon chất lượng à. Em thấy bánh giò là kiểu như là nó to nè, với lại là em ăn cái mềm bổ mà cái khẩu vị mà... sao em thấy cái vị sao? Em thấy cái vị nước là giống như là đậu với cua á, nó ngọt. Anh á, anh ăn ở đây rồi, anh thấy là nó ngọt là do cua. Cái nhất, cái thứ hai là khi mà mấy đứa ăn cái viên ghiêu á, nó quá bự á, mấy đứa đưa vô một cái là mấy đứa ù wow liền. Thật sự luôn á. Mà viên ghiêu này là chưa phải là viên ghiêu mà trọn vẹn ở bên quán nha. Là đã sắn ra rồi đó, một cái viên ghiêu bự vậy nè, như là coi cái đó ghiêu thêm là nhiêu mấy bạn. Viên ghiêu thêm á. Đây, anh có rồi ha, cảm ơn em. Nhiêu em? Một viên á, giống như là viên trọn vẹn, viên tròn luôn á, lớn nhất là 50.000. Là mấy đứa nghĩ đi. Đó. Tại là... cái sẵn miếng của nó là đúng hình chung, là cái viên nó to rồi. Nói chung là khẩu vị ở đây là nó rất là hợp với lại nhóm của mình luôn đó nha. Thì nói chung là cái gu ăn uống của mập với lại mấy đứa thì nó cũng na ná nhau. Nên cái chỗ nào mà thấy là mập ăn mà ưng cái bụng á, là mập dẫn mấy đứa tới là ok, ok, ngon, duyệt. Đó thì mập cũng nghĩ là cái nhà là cũng sẽ có cái gu ăn uống giống mập. Tại vì nếu mà cái nhà theo dõi kênh của mập là cái nhà cũng thích rồi đúng không? Thì cái nhà cũng sẽ thích cái những cái mà quán mà mập đi ăn, là nghĩ là mình cũng có cái gu giống nhau á. Đó. Đó thì thêm một quán nữa nha cái nhà. Quán này là lần đầu tiên mập quay thì cái nhà nên bỏ túi địa chỉ. Ví dụ như có dịp thì cái nhà ghé ủng hộ cô. Có bán trên app không em? Hiện tại là chưa bán trên app nữa nha. À có nhận giao hàng đúng không? Đây có số điện thoại, nếu mà nhận giao hàng thì mình sẽ cung cấp số điện thoại. Số điện thoại liên hệ ở đây là sẽ là 0933 888 283 hoặc là 0903 807108 nha. Nếu mà ai mà muốn mua thì cái nhà gọi qua số này để mình chốt đơn nha, chứ chưa bán trên app. Nếu mà chưa bán trên app thì mập sẽ cung cấp số điện thoại của quán. Mà cá nhân của mập khi mà đi ăn á, mà có cái menu mà cụ thể như vậy á, rất là thích luôn. Đó, vô ăn là không có, cái nhất là không bị chặt chém nè. Cái thứ hai là mình muốn ăn cái gì là mình nhắm cái tài chính của mình là mình ăn thôi. Đúng không? Đúng rồi. Hôm nay
Thường là em vô mấy quán như là kia em hỏi, em không thấy tấm bảng là em hay hỏi giá, có thấy cũng kỳ quá à. Không, bình thường em, cái đó là cái chuyện bình thường ở huyện mà. Mà tốt nhất, ví dụ như em đi ở xa, ví dụ em đi quốc lộ rồi hay là đi ở xa Giảng Lai á, là em nên hỏi cái đó là đúng á. Đó, còn đa số mấy quán Sài Gòn thì chỗ có rồi không, nhưng mà ít cái việc kém lắm. Mình đi du lịch được á. Rồi, thì đó là quên chưa tiền ta nữa trời. Trời quên khôn quá. Này. Ê. Dạ cảm ơn. Rồi. Đưa họ lấy lại nha. Lấy lại á. Lương có 500 rồi, lấy lại chứ. Ờ. Sao Hoàng sao? Đến chính cho anh Hoàng. Thì hồi nãy em cũng có đọc một cái comment trên video mới nhất ở đây là tụi em ăn bún bò. Anh có vô comment nói là giống như là tụi em sẽ có một cái khoảng lương cứng. Rồi trong giải thưởng anh đọc đưa ra là sao quay clip bà sẽ trả lại. Nhưng mà thật ra là cái clip sao là ngoài đời vậy chứ không có vụ mà đưa lại. Với lại là lương cứng ở đây là cả nhà. Nên cả nhà đừng có đặt nặng vấn đề mà lương anh Mọc Xanh nhận lại lấy lại. Mà không nghĩ sao cả nhà không nghĩ là anh Mọc sẽ cho thêm tụi em nữa. Dạ. Không nghĩ cho thêm thì cái chuyện đó thì cái chuyện gọi là sao ta cái tỷ lệ hy hữu nó rất là kiểu như nó rất là ít. Dạ. Tại vì khi mà Mập biết tài chính, ví dụ như mình quay clip mà mình ví dụ cho thêm, mình cho trên clip đi với mắc gì ra đời cho thêm đúng không? Mà nhiều khi anh thấy ái nái quá về cũng cho thêm, nhưng mà cái đó cũng rất là ít. Ví dụ 100 lần chắc có được 1-2 lần thôi. Không, cái này là cho thêm ngoài giờ, ví dụ là không đi quay đi à. Anh sẽ hẹn những cái cuộc đi ăn nè, đi ăn giặt ăn này kia, anh sẽ mà cho tụi em nữa à. Ngoài ra, nói chung là anh chị lo tất tần tật về này kia cho tụi em luôn. Sao Yến, đúng mấy cái hoàng đó đúng không? Em chỉ cần có hoặc không thôi. Đúng, không, giống như em. Không, em thấy em đâu gọi là sao đó, nó đang loạn vô đi được nói chung là anh chị sống sau thì nói chung là tụi em là người biết rõ nhất, lại cảm thấy là cảm kích. Anh chỉ cần chốt một câu thôi là mấy đứa đều lớn hết rồi, đứa nào cũng 2-3 cái quần, đứa nào cũng có con, giống như Yến là có con luôn rồi, Hoàng thì cũng trưởng thành rồi, cũng học đại học, học cao hơn anh nữa. Nên không thể nào mà anh mà lùa gà mấy đứa được. Cái thứ nhất, cái thứ hai là anh dùng danh dự. Anh có thể dùng danh dự là của anh. Tới đây là anh 30 tuổi, anh dùng danh dự của anh bảo đảm luôn. Cam đoan trước mấy đứa với lại trước cả nhà luôn là không có chuyện mờ ám hoặc là cái gì tao clip hết. Mà mấy đứa có cái cam đoan cái lời nói của mấy đứa là sự thật không? Thì có dùng danh dự không? Danh dự luôn. Danh dự luôn hả? Mấy năm rồi? 19 năm hả? 19 năm. Nhưng mà đó, hồi đó giờ danh dự thiệt không? Thiệt mà anh. Uy tín. Uy tín, ý sao vậy? Dạ em cũng vậy á. Rồi, thì cái đó là phần đính chính của Mập. Còn nói về những cái bình luận tiêu cực thì thật sự là lúc trước quan tâm, nhưng mà thôi giờ đó. Trời ơi, quá nhiều. Kiểu như người ta ghét mình rồi mình giải thích bao nhiêu cũng vậy cả nhà. Để thay vì cái thời gian đó để mình kiếm quán ăn ngon, mình trò chuyện với mấy đứa, tìm ra những cái gọi là ý tưởng hay hơn thôi. Mắc gì đúng không? Rồi, thì cái đó là ngoài lề một xíu. Rồi, thì Mập với lại mấy đứa tới giờ cũng kết thúc clip cả nhà. Thì rất là cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu xem hết clip của mấy đứa ở đây và Mập nha. Nếu mà ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh và like clip ủng hộ Mập nha cả nhà. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà và hẹn gặp lại vào clip sau nha. Bye bye.